Em xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em lại có mặt tại huyện Mầu Quá, tỉnh Long An. Dạ, em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một thửa đất lúa với diện tích là 30 công, tất nhiên là 30.000 mét vuông nha anh chị. Thì thửa đất mình gần với cái vườn sầu riêng, em đang đứng quay cho quý anh chị mình cùng xem nha. Thì vườn sầu riêng này thì tầm khoảng là hơn 1 năm tuổi nha anh chị. Cây rất là tốt luôn, dùng đất mình là rất là tốt luôn quý anh chị ơi, nên trồng sầu riêng là quý anh chị mình thấy á, một màu xanh đen rất là tốt luôn nha, lá lụa này kia là rất là đẹp luôn. Dùng đất mình thì nước ngọt quanh năm nha quý anh chị. Và sau đây em sẽ quay review cận cảnh lô đất mình cho quý anh chị mình cùng xem. Và hiện tại á, là đất mình là chủ đang canh tác làm lúa nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình thấy á, lúa rất là tốt chúng luôn nè, một dàn lúa cực kỳ là tốt luôn anh chị ơi. Thì giờ đất hiện tại là chủ đang cho mướn nha, thì chủ cho hai chị gái mướn lô đất này, thì hai chị làm đất là rất là kỹ luôn anh chị, sạch bóng cỏ. Thì khu vực đất mình thì quý anh chị mình muốn về trồng cây ăn trái là được, là đều được nha. Thì xe ba gác, xe tải tầm khoảng là 1,5 tấn là mình chạy cặp ngay đất nha anh chị. Còn nước tưới tiêu á thì quý anh chị mình khỏi cần lo luôn. Đất mình thì giáp ranh với kênh sáng Hội Đồng nên quý anh chị mình không phải lo về nguồn nước tưới tiêu nha. Thì nguồn nước ở đây á là nước ngọt nha anh chị, không phải sợ mà nước mặn hay là nước phèn nha. Nên quý anh chị mình muốn về trồng cây ăn trái là đều được nha quý anh chị. Thì dùng đất mình là đồng đất gò nên quý anh chị mình cũng đỡ cái tiền chi phí mình lên bao đê hoặc là mình chẻ liếp nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình khi trồng sầu riêng thì quý anh chị mình có thể là mình lên mô rồi mình sẽ mương rãnh để thoát nước là trồng là đều được nha quý anh chị. Nên đất mình là đất tốt, đất rất là gò luôn, mùa nước nổi là đất là nước không bao giờ ngập tới nha quý anh chị. Dân cư thì chỉ cách là 200 m thôi, còn đường cách đường lộ đá là 250 m nha anh chị. Còn thị xã Kiến Tường mình về tới ngay đất thì tầm khoảng là 7 km nha anh chị. Tiền Giang mình qua tới ngay đất thì 70, còn Sài Gòn mình về tới ngay đất thì 90 km nha anh chị. Còn phần ranh gấp á, thì chủ đã có cắm trụ ranh giáp dòng luôn anh chị ơi, nên quý anh chị mình khỏi phải lo về phần ranh gấp nha. Còn phần sổ á, thì sổ mình là sổ hồng nha anh chị, nên quý anh chị mình muốn công chứng trong ngày là đều được nha. Khi quý anh chị mình ở Sài Gòn hoặc là ở các tỉnh lân cận còn e ngại về không biết làm sao để được đứng tên trên sổ đất nông nghiệp thì bên em vẫn hỗ trợ chỉ dẫn quý anh chị mình mà làm tờ giấy xác nhận canh tác nông nghiệp để mình được đứng tên trên sổ đất nha quý anh chị. Và khi quý anh chị mình muốn em hỗ trợ về mặt pháp lý giấy tờ thì bên em vẫn hỗ trợ về quý anh chị mình mặt pháp lý và giấy tờ nha. Và cái giá là chủ cần bán với giá là 70 triệu cho 1.000 mét vuông nha. Quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết, cần xem đất thực tế thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha. Với số điện thoại của em là 0816 55 66 39, em sẽ kết nối cho quý anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chủ để xem giấy tờ và thương lượng giá cả nha quý anh chị.